Kính chào bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, bình quân mỗi năm thì nông dân Lâm Đồng canh tác từ 120 đến 130 hecta dâu tây, sản lượng đạt khoảng 1.500 tấn mỗi năm. Và để không ngừng nâng cao chất lượng, ổn định năng suất dâu tây cung ứng cho thị trường, nhiều giải pháp đầu tư khoa học đã được nông dân đưa vào áp dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cây dâu tây Lâm Đồng phải đối mặt với không ít khó khăn. Vậy làm thế nào phát triển cây dâu tây ngày càng khoa học, sử dụng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt vừa được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận hiệu quả? Vấn đề trên cùng với nhiều thông tin nông nghiệp khác sẽ được chuyển đến bà con trong chương trình hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Diện tích canh tác nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng tiếp tục tăng. Đây là cơ sở để nông dân Lâm Đồng nâng cao hiệu quả sản xuất trên mỗi đơn vị canh tác. Tỉnh Lâm Đồng khuyến khích phát triển nông nghiệp thông minh, nhất là trên các loại sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Phát triển Artiso theo hình thức liên kết chuỗi, hướng đi được nhiều địa phương trên địa bàn Lâm Đồng đẩy mạnh. Thị trường khả quan, giá một số loại trái cây có xu hướng tăng mạnh. Hãy mời bà con nông dân cùng mở đầu chương trình bằng thông tin vui, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng tăng. Thưa vị này, tỉnh Lâm Đồng của chúng ta là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Đúng vậy đó Hải Yến, và một điều đáng mừng là bên cạnh một số loại cây trồng vật nuôi thế mạnh được ứng dụng công nghệ cao hoàn thiện bấy lâu nay như là rau, hoa, chè, cà phê, bò sữa thì hiện nay các quy trình canh tác tiên tiến đã được lan tỏa trên nhiều loại nông sản khác như là cây ăn trái hay là trồng dâu nuôi tầm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện diện tích ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là trên 60.200 hecta, chiếm 20% diện tích đất canh tác toàn tỉnh, tăng gần 16.700 hecta so với năm 2015. Trong đó, rau củ quả là nhóm cây trồng có diện tích được ứng dụng công nghệ cao nhiều nhất, gần 25.000 hecta, tiếp đến là cà phê, chè, hoa, cây dược liệu, v.v. Hướng đầu tư như thế cho năng suất và chất lượng vượt trội, nên nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục hình thành, sản xuất theo chuỗi, liên kết, hợp tác sản xuất ngày càng đa dạng về hình thức. Hiện ngoài 7 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn có 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đã được công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Thu nhập từ những diện tích đầu tư nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng đạt từ vài trăm đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Không chỉ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư ngày càng hoàn thiện, mà tại nhiều khu vực, bà con nông dân và các doanh nghiệp còn ưu tiên đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng thông minh. Hãy được biết là hiện nay, trong tổng số trên 60.200 hectare đất canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thì có hàng trăm hectare được đầu tư sản xuất nông nghiệp thông minh. Hướng đầu tư này vừa giúp nhà nông nâng cao thu nhập, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường canh tác, vừa đảm bảo sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. Để sản xuất nông nghiệp thông minh ngày càng đi vào chiều sâu, những năm tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặt hàng nghiên cứu với các viện nghiên cứu phần mềm và phần cứng ứng dụng giải pháp IoT, tạo ra các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, phục vụ nông nghiệp thông minh 4.0. Đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng có nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nói chung, trong đó có khởi nghiệp nông nghiệp thông minh nói riêng, với mức hỗ trợ mỗi dự án 50% cho tư vấn dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ 50% chi phí áp dụng khoa học công nghệ mới, hỗ trợ 3% lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ vay vốn từ quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ khuyến công. Chuyển sang lĩnh vực liên kết sản xuất, Thúy Vy này, Thúy Vy có biết là ở tại tỉnh Lâm Đồng thì cây dược liệu nào được sử dụng phổ biến nhất không? Vâng, chắc chắn đó là cây Artiso rồi đúng không Hải Yến? Bởi vì bên cạnh làm thực phẩm hàng ngày thì Artiso còn được chế biến thành rất nhiều sản phẩm bổ dưỡng khác. Đúng vậy, và để loại cây dược liệu đa chức năng này tiếp tục phát huy hiệu quả trên vùng đất Đà Lạt Lâm Đồng, nhiều hình thức liên kết đã được triển khai, mà gần đây nhất là liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân xã Đà Sa, huyện Lạc Dương. Xã Đà Sa, huyện Lạc Dương là địa bàn phù hợp để cây Artiso phát triển và sinh trưởng. Dựa trên thế mạnh này, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay hàng tỷ đồng vốn ủy thác từ ngân hàng để trồng Artiso cung ứng cho các doanh nghiệp. Hiện có trên 40 nông hộ tham gia liên kết sản xuất Artiso với hình thức doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, một số vật tư nông nghiệp đầu vào và thu mua nông sản cho bà con. Nông dân có trách nhiệm tuân thủ quy trình canh tác đã được chuyển giao, cập nhật những thông tin liên quan để đầu tư phát triển cây Artiso khoa học và năng suất.
Được biết, bình quân mỗi năm, nông dân Lâm Đồng canh tác từ 80 đến 100 hectare atiso. Trong đó, ngoài phường 12 thành phố Đà Lạt là khu vực có truyền thống trồng atiso, thì những năm gần đây, xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt và xã Đà Sa của huyện Lạc Dương là những địa bàn được nông dân và các doanh nghiệp mở rộng diện tích trồng theo quy trình Việt Gáp. Không chỉ có atiso mà nhiều loại cây dược liệu khác cũng đã được tỉnh Lâm Đồng đưa vào kế hoạch sản xuất từ nay cho đến năm 2030 nhằm đa dạng cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị canh tác. Theo đó, hàng chục loại dược liệu như atiso, sâm, hà thủ ô, gừng, ghẹ vàng, v.v. được khuyến khích đầu tư và phát triển tại những địa phương có điều kiện phù hợp, với diện tích sản xuất theo kế hoạch lên đến hàng chục ngàn hecta. Để thực hiện được mục tiêu nói trên, bên cạnh những nông hộ sản xuất đơn lẻ, thì tỉnh Lâm Đồng còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển cây dược liệu. Địa bàn phát triển chủ lực gồm thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Tẻ, Đạ Oai và Cát Tiên, v.v. Hiện tỉnh Lâm Đồng có gần 150 hecta cây dược liệu. Theo các chuyên gia, về lâu dài, tỉnh Lâm Đồng cần thành lập một trung tâm thu mua, buôn bán và nghiên cứu trồng trọt, chế biến dược liệu. Không những làm nhiệm vụ kinh doanh mà còn nghiên cứu trồng một số cây di thực có giá trị kinh tế và chữa bệnh. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng, khai thác, bảo tồn, trồng trọt dược liệu cho nhân dân. Chuyển sang một số thông tin về giá cả nông sản, thưa bà con, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết, sau hai đợt dịch, hiện nay giá một số loại trái cây có xu hướng tăng mạnh. Trong đó, các loại trái cây như là mít, chuối có giá tăng gấp nhiều lần so với trước. Mời bà con cùng đến với thông tin mà chương trình 365 ngày chuyển động vừa cập nhật. Tại nhiều địa phương, giá chuối tăng lên mức 9.000 đến 10.000 đồng một nải, gấp 5 lần so với thời điểm bị mất giá kéo dài từ năm ngoái sang đầu năm nay. Theo các nhà vườn, giá chuối hiện tăng cao, ngoài việc thị trường tiêu thụ tốt, thương lái đẩy mạnh thu mua, thì nguồn cung cũng bị hạn chế trong bối cảnh ảnh hưởng mưa bão. Cùng với chuối, giá mít Thái cũng tăng lên gần 70.000 đồng một ký. Cụ thể, mít Thái loại 1 trọng lượng từ 8 ký một trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000 đến 68.000 đồng một ký. Với mít loại 2 trọng lượng dưới 8 ký một trái có giá từ 50.000 đến 55.000 đồng một ký. Bình quân tăng hơn 25.000 đồng một ký so với thời điểm cuối tháng 8 và tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng. Mức này cũng cao hơn 15.000 đồng một ký so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái. Bên cạnh các loại trái cây nói trên, chôm chôm, sầu riêng cũng nhích nhẹ thêm vài ngàn đồng một ký so với 2 tháng trước đó. Lý do là mưa bão kéo dài, nguồn cung giảm. Cũng chính vì thời tiết mưa nhiều kéo dài những ngày gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước, nên giá nhiều loại rau, củ quả cũng có chiều hướng tăng cao. Theo ghi nhận của 365 ngày chuyển động, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Tiền Giang, đã quy hoạch phát triển nhiều loại rau xanh. Trong thời gian gần đây, giá rau cao để khuyến khích bà con đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản cung ứng cho thị trường. Tỉnh Tiền Giang có hơn 11.000 hecta cây rau màu. Thời gian gần đây, giá nhiều loại rau xanh được thu mua ở địa phương này tăng từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Đặc biệt, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã hình thành vùng chuyên canh rau màu gần 1.800 hecta, cho hiệu quả kinh tế rất cao. Những ngày gần đây, nông dân trồng rau ở tỉnh Tiền Giang đang rất phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá. Tuy loại rau màu mà giá tăng hơn tháng trước từ 5 đến 10%. Đáng ghi nhận là các loại rau gia vị, bà con nông dân bán tại ruộng với giá dao động từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một ký. Trái khổ qua, cải xanh giá trên 10.000 đồng một ký. Thưa bà con nông dân, như 365 ngày chuyển động LTV đã thông tin ngay từ đầu chương trình, để nâng cao năng suất và chất lượng dâu tây, nhà nông, các hợp tác xã và các doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới quy trình canh tác. Cùng với đó, nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, đã tiếp thêm lực cho người trồng dâu tây ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để phát triển dâu tây ngày càng đảm bảo hơn, hạn chế tình trạng dâu tây Đà Lạt bị trà trộn với mặt hàng cùng loại được nhập khẩu từ nước ngoài, gây mất lòng tin của người tiêu dùng. Vấn đề trên sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Dâu tây hiện là một trong những loại nông sản được đầu tư công nghệ cao với quy trình tương đối bài bản, nhất là với những diện tích dâu được trồng trong nhà kính. Ngay cả những tháng mùa mưa trái vụ, chất lượng, mẫu mã cũng luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, trong những tháng thời tiết bất lợi, những diện tích dâu tây canh tác ngoài trời chiếm khoảng 85% tổng diện tích dâu tây hiện có, sản lượng bị giảm đáng kể, kéo theo tình trạng nhập khẩu dâu tây từ Trung Quốc
trà trộn, đổi lốt dâu tây Đà Lạt đã xảy ra. Thực ra chúng ta muốn thực sự hội nhập, yêu cầu cái ý thức của người nông dân đầu tiên. Việc thứ hai, cái sự hỗ trợ, tuyên truyền, giúp đỡ về các mặt, mà chủ yếu về mặt kỹ thuật. Hướng dẫn một số vấn đề khác nữa, ví dụ như từ phân bón, giống để cho người nông dân. Cái việc thứ ba nữa là cần phải quán triệt và nhà nước cũng phải có song song có những cái biện pháp mạnh về lĩnh vực kiểm tra. Ví dụ như là, tôi nói là ví dụ như những trà trộn, những cái loại dâu không phải là dâu của Đà Lạt đem vào, coi như là mượn thương hiệu dâu tây của Đà Lạt, điều đó là không bắt buộc phải nghiêm cấm. Hay nói một cách khác, chúng ta phải chặn đứng ngay cái việc này, nên chúng ta cần phải đảm bảo cái hàng chúng ta ra chất lượng. Ngay sau khi nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt được công nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã cấp quyền sử dụng chứng nhận nhãn hiệu nói trên cho hàng chục đơn vị cá nhân trồng dâu tây ở địa phương. Tuy nhiên, phải biết rằng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt chỉ mới là điều kiện cần chứ chưa đủ. Vấn đề là làm thế nào nâng cao chất lượng nông sản, đẩy mạnh các yếu tố bổ trợ để khai thác hiệu quả nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt. Hiện số nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng vẫn còn khiêm tốn, khoảng 20 tổ chức cá nhân. Nguyên nhân chính là do phần lớn diện tích dâu tây ở Lâm Đồng chưa có chứng nhận Việt Gáp, mà đây lại là tiêu chuẩn cần có để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt. Thực tế cho thấy, với quy trình sản xuất và cơ sở hạ tầng tại các nông hộ được đầu tư tương đối đảm bảo như hiện nay, việc lấy giấy chứng nhận Việt Gáp là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Kinh phí cấp giấy chứng nhận vài chục triệu đồng, nông dân có thể xoay sở. Nhưng vấn đề đầu ra của dâu tây vẫn còn khó khăn. Hiện bên cạnh một số ít bán theo hợp đồng, thì phần lớn sản lượng dâu tây còn lại tiêu thụ qua các thương lái. Đối với những cái đơn vị mà được quyền sử dụng cái nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt, thì tăng cường phát huy hết cái hiệu quả khi đã được sử dụng quyền sử dụng nhãn hiệu, đó là gắn logo, nhãn mác lên bao bì sản phẩm của mình, để làm sao để thấy rõ được cái tầm quan trọng trong cái vấn đề sản phẩm dâu tây Đà Lạt mà đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp văn bằng chứng nhận, tăng cường cái công tác xúc tiến thương mại để làm sao là người tiêu dùng nhận biết được cái sản phẩm dâu tây Đà Lạt so với các cái địa phương khác, tập trung trong cái công tác chuyển đổi giống, cơ cấu giống cây trồng, đặc biệt là các cái giống dâu tây cho năng suất và chất lượng cao để làm sao khẳng định được cái thương hiệu dâu tây Đà Lạt đến người tiêu dùng. Để nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt ngày càng có chỗ đứng bảo đảm trên thị trường, vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân được sử dụng và hưởng lợi từ nhãn hiệu này là hết sức quan trọng. Nó vừa giúp nông dân có thêm động lực đầu tư, canh tác dâu tây ngày càng khoa học, vừa chung tay cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, nâng cao uy tín cho sản phẩm gắn với địa danh Đà Lạt trong lòng người tiêu dùng. Xoay quanh các giải pháp hỗ trợ phát triển dâu tây, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến bà con trong chương trình sau. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động cũng đã hết. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Còn bây giờ thì Hải Yến và Thúy Vy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai.